Chỉ cần vào trang tìm kiếm trên mạng, gõ từ khóa đèn đá muối là hàng loạt hình ảnh về loại đèn trang trí phổ biến được chế tác từ loại đá muối nhập khẩu Himalaya xuất hiện. Kiểu dáng đa dạng, bắt mắt, giá cũng dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng tùy thời điểm và chủng loại đèn. Thực tế, với người từng sử dụng loại đèn được cho là tác dụng tốt với sức khỏe thì chỉ loại đèn xông để massage chân là hiệu quả nhất, nhưng cần lưu ý cách bảo quản để sử dụng đèn bền hơn. Massage chân mà cái đèn muối đó thì cái đó thì chỉ dành cho những người già thôi. Thì nó thì mục đích trị liệu cũng là có nghĩa là bị tê buốt rồi bị dạng là bị thông thấp đó thì ta sẽ xài cái đó. Nếu mà không xài á thì một ngày, hai ngày mình có thể đốt lên khoảng chừng nửa tiếng, ghim điện lên cho nó khởi động để nó cháy cái đèn là nó không có chảy muối. Đó là cái bảo quản. Cũng theo ông Phương, đèn đá muối trang trí hiệu quả tác dụng tăng cường sức khỏe không nhiều. Đơn giản vì nhiệt phát tán của đèn không đủ lớn. Muốn gia tăng nhiệt độ cho cơ thể ra nhiều mồ hôi, thúc đẩy quá trình trao đổi chất với các ion của đá, cả phòng phải lắp thật nhiều đèn. Muốn tăng cường sức khỏe, ít đầu tư tốn kém, tốt nhất gia đình nên đến những phòng chuyên xông đèn đá muối tập trung. 300 mấy bóng bóng đèn này là nó, khi mà đốt nóng lên là đá này nó phóng thích ra để trao đổi chất, nó mới có cái hiệu lực. Cái điện trở chỉ làm cái phòng nó nóng lên để kích thích mình đổ mồ hôi thôi. Rồi khi đốt này lên nó phóng thích ra, bắt đầu nó mới trao đổi chất được. Người có điều kiện thì cái chuyện đó không có nói rồi. Đối với một gia đình đó, mình đầu tư cái phòng này nó quá phí. Thay vì anh bỏ ra không có bao nhiêu tiền, số tiền rất là nhỏ, một tháng chỉ bỏ ra 2 lần, 3 lần thôi, thì nó không là bao nhiêu, mà vô đây rất là tốt. Thực tế với khả năng hút khí ẩm và chất độc trong không khí, không cần lắp kính gian phòng, chỉ đặt đèn trang trí ở những nơi là nguồn phát sinh chất độc như gần máy vi tính, chỗ nhiều khói bụi cũng giảm thiểu tác hại sức khỏe cho gia đình. Điều lưu ý quan trọng là không nên đặt đèn đá muối ở những khu vực ẩm ướt hay ngoài trời, khiến tinh thể muối dễ bị chảy, đèn dễ bị hỏng.